Hello chị đi. Chị đi chung quanh mô phẹt. Con có mô phẹt với ông Lũ không? Mô phẹt đi. Mô phẹt nó mô phẹt cho con nó mạnh khỏe. Cho con mạnh khỏe. Đi. Kìa, con coi ông Lũ làm gì cây chay, ông Lũ đốt nhang cây chay. Nè, chơi còn nói chung được. Con Lũ xin mô phẹt cho chơi đi mạnh khỏe nè. Trong nghĩa. Tới đây. Nè. Thôi ông Lũ cho con cây kìa. Chú qua, đi qua. Không chịu đâu. Ây dạ. Vậy thôi, ông Lũ tự làm nha. Đó, Lũ làm đó nha. Đó, hôm qua chơi đi làm mô phẹt đó. Hôm qua có mô phẹt nè ha. Đó, mô phẹt. Có như vậy nè. Trời ơi, đâu con làm coi. Làm mô phẹt đi. Làm mô phẹt đi. Trời ơi. Chơi không à. Mô phẹt không? Có không? Last chance, you wanna do it or no? No. Ok. Thấy hứng không muốn làm rồi. Không không. Thôi, mô phẹt cho cô chú coi mà không làm thôi mày cắt. Tắt camera đi, nó không làm. Không, vậy lại làm mô phẹt cho cô chú coi. Rồi, ok. Rồi, đây cô chú coi chơi mô phẹt. Nè, mô phẹt nè. Ok, cô chú. Thôi. Không chịu phải không? Chịu không? Thôi, tắt camera. Nè, quay vào mình đi. Nó để đi, chú Lũ đang giặt cho bà. Chú Lũ đang giặt vậy đó. Dạ. Just put it in the basket. Yeah. Trời ơi, cô chú coi nè, chay giờ sức lưu sành chân cho mẹ nè. Ôi trời ơi, cái bàn tay đi, mịt xa. Trời ơi, nó nhẹ nhàng vô cùng thiệt chứ. Ôi trời, bên kia nữa, sức đều hết luôn. Sức kiểu này hết chai lưu sành luôn á. Hết chai lưu sành rồi. Lẹ đi, sức lẹ đi, chân khô quá nè. Sức bên này nè. Đúng rồi. Đông rồi, học đừng làm mẹ đau nha. Làm cho mẹ sâu phát mà. Ôi trời ơi, nhiều quá. Sức chân bên kia đây. Chân bên này đi. Ê, đừng có bỏ dưới chân, sức lên đây nè. Trên đây nè. Nhiều quá, thì đó, con làm hết điều, hết cái chân luôn. Làm hết cái chân luôn. Nhưng lấy một lần là con làm hết những cái chân cho mẹ luôn, chà hết rồi. Chứ mất luôn hả? Sức nữa. Nó làm nó hoang phí, không có ai mà sức lotion kiểu này không. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Ôi cha ơi. Rồi lấy ở dưới sức lên tiếp. Lấy. Đúng rồi. Nó phá, giờ là phá rồi đó. Rồi. Đúng rồi. Như đó là đủ rồi. Mẹ nắm chân cho mẹ đi. Thôi đi. Trời ơi, con nó giỡn. Con nó giỡn với bà thủy kìa. Rồi xong luôn. Giỡn như bà thủy ghê thiệt chứ. Đào không chơi bà thủy nữa, bà thủy lập. Nè, chơi. Ai mượn con nhảy chị? Con ăn con phải đứng đàng hoàng, con nhảy cà tưng nè. Coi kìa. Không, có điều quên đó, con không biết nữa. Cái gì con? Không được đâu, chị Quỳnh cho ăn có ăn cơm rồi. Không. Chị Quỳnh ăn bún đó được á. Dạ. Nhưng sợ không được, Nhung đơ order cho nó cơm sườn. Được. Nè. Cái bún đó ăn được á. Nè. Chay. Ngon quá. Nó làm nó là biến ăn rồi đó. Rồi bà thủy ăn hết luôn rồi chay ơi. Rồi bà thủy ngồi ăn hết luôn rồi. Rồi xong. Nó bị nó đây để cho nó ăn miếng.
nè. Ai hết xong đó nó có cho nó có rồi. À, mốt mẹ dẻ cái đó chơi nghe chơi cái đó chơi cò chơi. Mốt mẹ dẻ cò chơi nha. Mốt mẹ dẻ cò chơi ha. Gì vậy? Cái đó đâu phải, cái đó giống màu thôi chứ cái đó ngon hơn ha. Nè cho nè, cho nè. Ê, con kể cho bà sĩ nghe coi hồi nãy con được đi đâu. Con đi đâu? Không, bậy, con nói con được đi biển. Cái biển nãy là gần nhà bà Thủy đó. Dạ, đi ra bà mà không được uống rượu. Rồi, tự trời ơi, tự đút ăn rồi cô chú kìa. Ép ra mà ép. Ăn rồi ngày nào cũng ăn ép đó. Ngồi xuống ăn đàng hoàng, con nhớ con vừa ăn vừa nhảy con bị té đau miệng không? Hả? Đó, bỏ vô. Nhẹ lên. Ăn thịt đó con, cơm thịt đó. Thịt với cơm á con. Gì? Em hỏi sao chay ăn trứng không à? Tại vì nhà chị là đại gia trứng. Nãy giờ nó lựa trứng ăn không? Nãy giờ được ăn được trứng không hả? Ừ. Là chuẩn bị ăn đập rồi đó. trong cơm là có cơm có thịt rồi, nó lựa trứng nó ăn không là chuẩn bị bị ăn đập đó. Chuyện nó nhẹ nhàng mà có gì đâu hỏi, đúng không? Quá đơn giản như đang giỡn luôn. Đâu chị Lì, đút em đi chị Lì. Con ăn cho chị Lì coi chơi. Ăn đàng hoàng. Mình đâu phải mà mình giỡn được ăn đàng hoàng. Múc miếng cơm lên ăn đàng hoàng. Rồi mình mới bự như là con dinosaur. Mình mới cao như là con hươu câu cổ. Lẹ lên. Đứng đàng hoàng đi. Qua đây có nhiều. Bả ham chơi, bả đi đâu là bả ham chơi. Baby, you set my phone. Trời, điện thoại con nó nhiều tới mức độ mà cái trong đầu con cứ nghe cái tiếng của điện thoại con không á. Yeah, you know what, I have so many phone calls that I always hearing that my phone is calling. How bad is that? So bad. Sao? Không chịu ăn cơm là chuẩn bị ăn đập đó. Thầy nó thích ăn đập lắm. Phải không? Thịt trời ơi, nó hỏi cơm đâu, thịt đâu có được không? Cái đó là trứng. Trời, nó lùa, nó hỏi cơm đâu, thịt đâu. Người nó leo lôi lên cái trứng nó ăn. Nhìn thẳng. Chay à, khép không? Con chay này phải vô mặt cho nó cái quần rồi chứ cái kiểu này hoài không được rồi. Trứng hả con? Con đè con đi qua Cali vui không? Qua Cali vui không con? À, con ăn cái đường đó đó hả? Trời, coi nè. Trời ơi, mấy anh, mấy chị, mấy cô ngồi về hết rồi, buồn nè, cô chú nè. Trời ơi. Buồn quá trời buồn rồi, con người gì mà xin. Trời đó con. Ôi che mắt lại luôn rồi. She's sad. Everyone just left. Yeah. Oh. You want to dance with us?
Yeah, will that make you feel? Will that make you feel better as the dance stands? Trời ơi buồn. Trời ơi buồn kìa, con buồn buồn bã kìa. Đừng có buồn. Trời ơi, trời. Mà đóng phim, mà đóng phim. Đóng phim. Trời ơi trời. Đóng phim. Nãy cô chú ở đây đông quá trời đông luôn. Cô chú bỏ ra về hết bây giờ buồn, nằm buồn. Gì? Nằm trời, coi bàn chân nó dơ kìa. Trời không, cứ để chơi một mình. Leave me alone, I'm sad. Leave me alone. Buồn 5 phút. Cho buồn đúng 5 phút thôi nha. Cho buồn đúng 5 phút rồi đó. Phút thứ 6 là bình yên nha. Gì trời. Bà Nhung ơi, chụp hình gửi chế thị. Chụp hình gửi chế thị chứ bây giờ là nó là nó là nó là nó là ấp bạc, nó ấp bạc xuống ghế luôn rồi, nó trốn rồi chứ. Buồn dữ vậy hả? Buồn không nói được lời nào luôn. Buồn dữ vậy chê. Bà đóng phim. Chốc rồi, hận đời quá. Hận đời quá rồi đó.